Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học. Và với bài tiếp theo đó chính là bài 13, chúng ta sẽ học về cách thiết lập môi trường xem Oracle. Trong việc thiết lập môi trường xem Oracle, chúng ta phải nhớ đến hai yếu tố. Thứ nhất là không gian và thứ hai là thời gian. Thì mình sẽ nói về không gian trước hen. Về không gian, các bạn nên chọn một cái môi trường yên tĩnh và tĩnh tâm và nó thật sự nghiêm túc cho cái việc giải bài của bạn. Và đặc biệt là không nên quá ồn ào. Tại vì nếu mà quá ồn ào, quá nhiều người ở đó thì vô tình những cái nguồn năng lượng xấu nó sẽ khiến cho bạn bị sao lãng và nó sẽ khiến cho cái nguồn năng lượng xấu nó hỗn tạp và nó sẽ làm cho cái việc đọc bài của bạn không được ổn và đôi khi các bạn sẽ nhận những thông điệp không chính xác một chút nào hết. Việc tạo một cái không gian hoàn chỉnh, yên tĩnh và nghiêm túc cũng là một cách tôn trọng vũ trụ. Vì vũ trụ đang gửi đến thông điệp đến cho bạn, vậy nên việc tôn trọng vũ trụ cũng chính là tôn trọng chúng ta, tôn trọng cái buổi xem bài của chúng ta. Và tiếp theo đó chính là thời gian. Các bạn hãy tự lựa chọn cho bản thân mình một cái khung giờ hợp lý với thời gian biểu của bản thân. Ví dụ như các bạn thường hay làm việc vào buổi sáng thì các bạn chỉ có buổi tối để rảnh rang, thì lúc này các bạn có thể lựa chọn cái buổi tối đó để dành cho cái việc xem bài của mình. Tại vì lúc này bạn rảnh rang, tâm trạng bạn cực kỳ thoải mái. Hoặc là buổi tối chính là cái nguồn năng lượng của bạn nó đang hoạt động rất là tốt. Vậy nên các bạn hãy lựa chọn một cái thời điểm mà bạn cảm thấy là tràn đầy năng lượng nhất và làm việc là hăng say nhất để các bạn sẽ có một buổi giải bài Oracle thật là hoàn chỉnh. Và đó chính là không gian và thời gian mà chúng ta cần phải lưu ý đến trong việc thiết lập môi trường Oracle. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.